Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với tin nhanh của báo Tiền Phong. Và như thường lệ sau đây sẽ là những nội dung chính của chương trình ngày hôm nay. Diễn biến mới vụ huấn hoa hồng kêu cứu vì mua lại xe SH gắn biển ngũ quý. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024, ông Donald Trump đang giành ưu thế trước bà Kamala Harris. Nhiều điểm bỏ phiếu ở Mỹ bị đe dọa đánh bom trong ngày bầu cử, Để mở đầu chương trình ngày hôm nay sẽ là những tin tức trong nước đáng chú ý được chúng tôi cập nhật. Ngày 6 tháng 11, Ủy ban Nhân dân xã Cư Mật Lan, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắc thông tin. Ở địa phương vừa xảy ra vụ việc hai người tử vong trong lúc trú mưa dưới gầm xe máy cày. Theo đó, khoảng 16 giờ ngày 5 tháng 11, ông Hồ Văn Định, 40 tuổi, chú xã Cư Mật Lan, thuê người đến nhổ sắn tại thôn 7, xã Cư Mật Lan. Do trời mưa nên ông Định và 5 người khác vào trú mưa dưới gầm xe máy cày khi mọi người đang trú mưa thì nghe tiếng xe tự nổ máy và tiến về phía trước. Lúc đó ông định cùng ba người khác nhảy ra khỏi gầm xe và thoát nạn. riêng anh Nguyễn Văn K, 28 tuổi, trú tại xã Cư Mờ Lan và chị Lục Thị H, 27 tuổi, trú tại xã Cư Cờ Bang, huyện Ea Súp bị bánh xe phía sau cán qua người, tử vong tại chỗ. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn vừa ban hành quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ tranh chấp biển số xe ngũ quý 97B199999 trên địa bàn. Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Cạn nhận định vụ việc không có dấu hiệu phạm pháp hình sự vì việc mua bán biển số xe trên là thỏa thuận dân sự giữa các bên không có hợp đồng, văn bản ràng buộc về pháp lý. Mọi thỏa thuận đều được các bên trao đổi thống nhất qua điện thoại. Hơn nữa, biển số xe trên đã được định danh cho ông Ngô Thành Quy, trú tại thành phố Bắc Cạn theo quy định hiện hành. Trước đó, huấn Hoa Hồng, tên thật là Bùi Xuân Huấn, quê Yên Bái, đã lên mạng kêu cứu vì mua chiếc xe SH biển số 97 b 199999 của ông Ngô Thành Quy với giá 490 triệu đồng, nhưng sau đó xảy ra tranh chấp. Mới đây, bệnh viện Nhi Đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận bệnh nhi hơn 2 tuổi trong tình trạng sốc nặng, suy hô hấp tuần hoàn. Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ bất ngờ phát hiện toàn bộ chiều dài ruột non của người bệnh chứa đầy run đũa với số lượng hơn 100 con. Ekip phải mổ xẻ ruột non ở nhiều nơi mới có thể lấy hết run trong lòng ruột ra ngoài. Ngoài ra, các bác sĩ cũng buộc phải cắt bỏ một đoạn ruột non khoảng 70cm bị xoắn hoại tử của bệnh nhi. Sáng ngày 6 tháng 11, công an thành phố Vũng Tàu phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến hai cháu gái tử vong trên địa bàn. Vụ cháy xảy ra khoảng 3 giờ 30 phút sáng mùng 6 tháng 11 tại căn nhà trên đường Bạch Đằng, phường 5, thành phố Vũng Tàu. Người dân địa phương cho hay, người dân địa phương cho hay, vào thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà có một bà cụ lớn tuổi, hai phụ nữ cùng bốn cháu nhỏ. Khi cháy, hai cháu gái là TBL 10 tuổi và chị họ là TBK 16 tuổi mắc kẹt bên trong và bị lửa thiêu tử vong. Sau đây là phần nội dung tiêu điểm của bản tin. Bầu cử Tổng thống Mỹ 2024, cuộc đua giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ 2024 Kamala Harris và Donald Trump đang hết sức quyết liệt và si sao. Các điểm bỏ phiếu dự kiến có thể mất nhiều thời gian để thông báo kết quả. Hiện tại, hơn 2 phần 3 các tiểu bang ở Mỹ đã kết thúc bỏ phiếu. Ông Donald Trump đã dẫn đầu sơ bộ. Chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2024 đánh dấu một trong những cuộc bầu cử gây tranh cãi nhất trong lịch sử Mỹ với việc Tổng thống Joe Biden trở thành người đương nhiệm đầu tiên từ bỏ nỗ lực tái tranh cử trong hơn nửa thế kỷ, cựu tổng thống Trump sống sót sau các vụ ám sát bất thành và cố gắng thống nhất đảng của mình, mặc dù là cựu tổng thống đầu tiên bị kết tội hình sự. Giới phân tích phi đảng phái cho biết, Đảng Cộng hòa có cơ hội lớn giành lại Thượng viện, nơi Đảng Dân chủ hiện nắm giữ 51 ghế, còn Đảng Cộng hòa nắm giữ 49 ghế. Nhưng Đảng Cộng hòa cũng có thể mất quyền kiểm soát Hạ viện, nơi Đảng Dân chủ chỉ cần giành thêm 4 ghế là đủ để kiểm soát Hạ viện 435 ghế. Tiếp theo là phần thông tin quốc tế thể thao đáng chú ý được chúng tôi cập nhật. Sáng ngày bầu cử mùng 5 tháng 11, hai địa điểm bỏ phiếu ở quận Fulton, bang Georgia đã phải sơ tán sau khi bị đe dọa đánh bom, theo hãng tin Reuters. Không lâu sau đó, hai khu vực bỏ phiếu tại quận Gwinnett, cũng bang Georgia, đã được sơ tán trong khoảng một giờ sau khi cảnh sát giao thông báo có mối đe dọa đánh bom, theo đài CNN. Cũng trong ngày bầu cử mùng 5 tháng 11, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI cho biết rằng các mối đe dọa đánh bom tại các địa điểm bỏ phiếu ở nhiều bang dường như xuất phát từ các tên miền email của nga. tuy nhiên FBI lưu ý rằng không có mối đe dọa nào được xác định là đáng tin cậy. trước đó, ngày 4 tháng 11, bộ tư pháp mỹ cho biết đã bắt giữ Nicholas Weems, 25 tuổi, đến từ thành phố Millet Georgia, với cáo buộc người này gửi thư đe dọa đánh bom các quan chức bầu cử ở hạt Jones, Georgia. chỉ vài giờ sau khi thủ tướng israel benjamin netanyahu miễn nhiệm bộ trưởng quốc phòng joab galang hàng ngàn người biểu tình đã tập trung tại trung tâm thương mại tel aviv của israel chặn con đường chính của thành phố và đốt lửa trại trong khi hàng trăm người biểu tình tụ tập trước tư dinh của ông netanyahu ở jerusalem Hãng tin Reuters dẫn lời ông Zahi Sahamo đang tham gia biểu tình cho rằng việc miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng là một hành động phản bội của chính phủ đối với các con tin và người dân Israel. Liverpool đã thể hiện sức mạnh tấn công hủy diệt bằng cách chiến thắng Leverkusen với tỷ số 4-0, qua đó duy trì thành tích toàn thắng sau 4 trận đấu đầu tiên ở vòng bảng Cúp C1 châu Âu. Kết quả này cũng giúp Liverpool chiếm vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng với 12 điểm hơn Sporting 2 điểm. Trong khi đó, đại diện Đức tụt xuống vị trí thứ 11. Những thông tin trên đây đã kết thúc nội dung chính của chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý độc giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại.